Sáng ngày 6 tháng 5 2023, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức hội thi trò chơi dân gian ngành ngân hàng Long An năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Long An cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành ngân hàng 6 tháng 5 1951, 6 tháng 5 2023, đồng thời chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 7 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Ngày sự lễ khai mạc trang trọng, các vận động viên đã tham gia thi đấu 4 môn, đập heo đất, nhảy ba bố tiếp sức, ném bóng vào gỗ và kéo co. Với gần 600 vận động viên và cổ động viên tại nhà thi đấu đã góp phần làm cho hội thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Những cán bộ ngân hàng sau những giờ lao động miệt mài nay đã có dịp thể hiện tài năng của mình. Sự đoàn kết của từng cá nhân trong đơn vị trong cuộc tranh tài hôm nay. Hiện tại thì từ sáng tới giờ thì ngân hàng chúng em đã tham gia được 3 bộ môn rồi. Thì ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong cũng vừa đi vào hoạt động ở chi nhánh Long An từ tháng 12 năm 2022 đến nay, thì lần đầu tiên chúng em cũng được tham dự cái ngày hội thể dục thể thao của ngành ngân hàng tổ chức tại địa bàn tỉnh, thì không khí cũng rất là vui vẻ và phấn khởi, cũng tạo điều kiện để anh em rèn luyện sức khỏe và giao lưu anh em cùng ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Trước tiên em xin cảm ơn ngân hàng nhà nước đã tạo ra cái sân chơi bổ ích cho các đoàn và các ngân hàng gắn kết và giao lưu với nhau. Đội em cũng có chuẩn bị và sáng giờ cũng giành được một giải nhì của giải ba bố và một giải nhất của ném bóng vào rổ. Em cảm thấy đến đây ngày hôm nay thật sự rất vui và gắn kết được các ngân hàng với nhau. Hôm nay thì ngân hàng của em đến đây với khoảng là 30 thành viên. Thì tụi em cũng tập luyện và năng nổ để mà tham gia cùng với các ngân hàng bạn bè ở trên địa bàn. Rất cảm ơn bên ngân hàng nhà nước đã tạo ra một sân chơi năng động, nhiệt huyết để tụi em có thể gặp gỡ. Trong 4 bộ môn, kéo co là môn thi đấu hấp dẫn và thu hút lực lượng cổ động viên, cổ động nhất. Kéo co không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là trò chơi, thể hiện tinh thần đoàn kết, mang tính đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho cả người chơi lẫn người xem. Ở nội dung thi đấu này, đoàn vận động viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất sau khi thắng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Long An ở trận chung kết. Giải ba thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long An. Ngoài giành giải nhất ở môn kéo co, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam còn giành giải nhất nhảy ba bố tiếp sức. Đối với đạp heo đất, giải nhất thuộc về Ngân hàng Nam Á, và ném bóng vào rổ, giải nhất thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển chi nhánh Long An. Phải nói rằng là từ khi có kế hoạch đó thì tất cả các tổ chức trên địa bàn rất là hăng hái tham gia và tập luyện và để chuẩn bị cho cái ngày hội hôm nay. Nói chung là cán bộ công nhân viên chức người lao động là rất là nôn nóng để được tham gia một cái giao lưu với nhau trên địa bàn. Hội thi trò chơi dân gian luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ tham gia của các đơn vị thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh, không chỉ tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành mà còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trao dồi sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành. Ngoài ra đây cũng là hoạt động mang tính thường niên của ngành ngân hàng tỉnh Long An, tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lần lượt trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Về giải toàn đoàn, đoàn vận động viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Long An đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về đoàn vận động viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long An. Giải ba thuộc về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Long An.